Hi guys, xin chào các em. Chào mừng các em đến với kênh của cô Thắm nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Our Friend. Ở bài 3 này chúng ta sẽ học chủ đề là những người bạn của chúng ta. Bây giờ cô trang số 22. Trước khi học bài này thì chúng ta sẽ có một số từ vựng mới nha các em. Đầu tiên là ví dụ this is a cat. Đây là một con mèo. Das có nghĩa là kia, dùng để nói về những vật ở xa. Ví dụ, that's my sister. Kia là chị gái của mình. Das là chữ viết tắt của chữ das e. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn lên màn hình cho cô. Unit 3. Our Friends. Page 22. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. This is Mary. Hi, Mary. B. That's Mr. Long. Hello, Mr. Long. Vậy thì ở bức tranh A đầu tiên là bạn Mai nói là this is Mary. Đây là Mary. Thì thầy Long nói là hi Mary. Xin chào Mary. Thì bạn Mai nói là that's Mr. Long. Thầy Long ở đằng xe thì bạn Mai sẽ nói là kia là thầy Long. Thì bạn Ben nói sao các bạn? Hello Mr. Long. Rồi bây giờ chúng ta dịch để đọc lại cho cô một lần nữa nè. This is Mary. This is Mary. Hi Mary. Hi Mary. That's Mr. Long. That's Mr. Long. Hello Mr. Long. Hello Mr. Long. Point and say. Ở bài này các bạn sẽ nghe chị Tây và nói cho cô nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe bài mẫu. Page 22. Lesson 1. Activity 2. Listen, point and say. A. Ben. B. Mai. C. Mr. Long. D. Miss Wah. Rồi this các bạn is Ben. Nhìn mẫu vào cho cô nè. Đây là bạn that's Ben. Mr. Long. Bạn Ben và bạn Mai là đang ở gần. Các bạn thấy bàn tay không? Chị ở gần không? Vậy thì nếu mà những vật hoặc người ở gần thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô là this e. Ở bức tranh A là this is Ben và câu B sẽ là this is Mai. Tương tự như vậy, những vật ở xa, thầy Long đang ở đằng xe và cô Ho cũng ở đằng xe thì chúng ta sẽ nói cho cô là that's Mr. Long và that's. Rồi các bạn nhìn cho cô nè, ở bức tranh này nếu ở gần thì chúng ta sẽ nói là this is cộng tên của bạn của mình và nếu ở xa thì chúng ta sẽ sử dụng là that. Phần này các bạn sẽ nghe và đánh dấu tích vào cho cô nè. Câu number 1. Bill, this is Nam. Hi, Nam. 1. Bill, this is Nam. Hi, Nam. Đầu tiên bạn Mai nói là Bill, this is Nam. Bạn Bill nói là Bill ơi, đây là Nam nè. Vậy thì bạn Mai là người giới thiệu bạn Nam cho bạn gì? Bill, cho nên đáp án của chúng ta sẽ là câu B. Tương tự như vậy ở bức tranh số 2, number 2. Ben, that's Miss Hoa. Bạn Linh nói là Ben, that's Miss Hoa. Ben ơi, kia là cô Hoa nè. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là A. Excellent. Ở bài 5 này các bạn sẽ nhìn hoàn thành và đọc cho cô nè.
5. Look, complete and read. Ben, this is... Ben, đây là... This is Nam. Thì bạn Nam mới nói là... Hello. Hello hoặc là gì các bạn? Hello hoặc là hi. Và bên này sẽ nói là das hoặc là das. Chúng ta có thể viết cho cô là das y hoặc là gì? Das. Và ở dưới này chúng ta sẽ điền cho cô là hello Mr. Long. Yes, you can. Ở phần này các bạn sẽ điền this y. Chỗ này là hello hoặc là hi. À, vậy là chỗ này cô quên cách cho nên người ta chấm sai ha các bạn. Chỗ này là Let's sing. Ở bài này chúng ta sẽ nghe bài hát ha các bạn. Bây giờ chúng ta nghe lại thêm một lần nữa nha. Như vậy là bài học lesson 1 của unit 3 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. See you next time.